Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Show Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Cộng đồng mạng xôn xao với đoạn tin nhắn được cho là mẹ nuôi của Kay Aisem chào mời VSO nhưng bầu show chỉ xin không rep. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của một bầu show, người này đã chia sẻ đoạn tin nhắn được cho là từ mẹ nuôi của Kay Aisem cùng dòng trạng thái khá gắt: ế lắm sao mà chào show dữ vậy, phải chị không là người quản lý của hai bạn đó thì em còn mời, chị quản lý nên không mời luôn, chị mẹ nuôi quốc dân. Đoạn tin nhắn này đang gây xôn xao dư luận không ít, khi phần nào hé lộ tình trạng sâu diễn không khả quan của Kay Aisem và IBG. Rất đông cư dân mạng, chủ yếu là fan của Sách, đã không từ cơ hội này để tràn vào cà khịa Kay Aisem, nam producer có quá nhiều duyên nợ với thần tượng của mình. Trong đoạn tin nhắn được cho là mẹ nuôi của Kay Aisem, bà đã liên tục nhắn tin cho đơn vị bầu show này với mục đích chào mời cho con trai nuôi và cộng sự IBG đi diễn tại các club do người này quản lý. Người được cho là mẹ nuôi của KSM liên tục gửi hình ảnh các poster đi diễn, các thông tin khen ngợi bộ đôi, cũng như các clip trình diễn của KSM và IBG đến bầu show. Tuy nhiên có thể thấy các tin nhắn này đều không được hồi đáp. Đông đảo khán giả và đặc biệt là fan của Sách đã để lại bình luận thể hiện sự hả hê cho rằng phía KSM đã lâm vào tình trạng ế show. Rất nhiều fan của Sách còn khơi lại việc fan của KSM từng bên vực thần tượng rất đắt show và đem luận điểm này ra trực tiếp cà khịa. Có thể thấy dù sự việc lùm xùm giữa Sách và KSM đã trôi qua được gần một năm, nhưng mối thâm thù của fan Sách và KSM vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai. Một số bình luận của cư dân mạng: vừa lòng tôi lắm, thời Quỳnh Liệt này còn đâu, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, fan KSM làm gì dám vô nữa, mắc cỡ quá đâu dám lên tiếng, bình thường mạnh miệng lắm. Sau sự việc này, bà Tạ Hà, mẹ nuôi của KSM đã chính thức lên tiếng vào tối ngày 29 tháng 11. Cô vừa đăng tải một dòng trạng thái chia sẻ về việc có người lập tài khoản giả mạo để lừa đảo bôi nhọ mình và con trai. Thông báo tài khoản Zalo giả mạo. Chiều nay, mạng xã hội đang truyền tin nhắn từ tài khoản Zalo với nội dung mẹ nuôi KSM ngậm ngùi đi kiếm show cho con trai. Đây là tài khoản mạo danh nhằm lừa đảo hoặc bôi nhọ danh dự của người khác. Xin phép được thông báo đến các quý anh chị bầu show, khách hàng, khán giả và người hâm mộ. Số điện thoại liên lạc Book Aisem Team trước giờ vẫn không đổi. Thời điểm cuối năm dễ xảy ra lừa đảo, mọi người cẩn thận nhé. Có thể nói cách làm trực tiếp này của mẹ nuôi Kay Aisem đã ngăn chặn được khá nhiều luồng ý kiến tiêu cực từ anti-fan. Cùng với đó, đại diện của Kay Aisem khẳng định không bao giờ có chuyện phía nghệ sĩ là chủ động nhắn tin trong vô vọng như thế. Bởi nếu đọc kỹ sẽ thấy có điểm kỳ lạ là toàn tin nhắn từ một phía, không có sự tương tác gì. Trong khi mối quan hệ giữa nghệ sĩ và bầu show vốn luôn chặt chẽ, thân thiết và tôn trọng nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.